Chào mọi người nha. Thì hôm nay thì em lại tiếp tục quay cho các bác xem là một bộ chú ngựa của Lim. Đó thì hiện tại bộ này rất là khủng nha các bác. Nó rộng là 1m80, dài là 20 phân. Và hiện tại đang dài là 4m57 nha. Dài tới 4m57, khá là to luôn. Đó, hàng thì bên em đã khoan cầm rất là bài bản, rất là ok luôn. Thì hiện tại bộ này nó đã hoàn thiện là tới 80% rồi nha các bác. Đó, giờ chỉ còn phun bóng lại, nói chung là phun bóng đồ là đã xong, là đã ok rồi. Đó, thì hiện tại cái ánh sáng thì nó hơi, này là quay lúc chập tối này, thì ánh sáng nó hơi tối một tí. Đó, thì bởi vì là chiều này nó hơi chói một tí, nên là quay nó không có được nhìn rõ hẳn tấm nha. Còn về bộ này thì bác nào nếu mà muốn xem video mộc thì các bác có thể là xem cái video hôm qua hoặc hôm trước em cũng đã có đăng lên một cái video là mộc nha. Còn video này là đã hoàn thiện rồi nha, nên là các bác xem mặt hàng bên em thì các bác cứ xem thực tế có tất cả video mộc hoặc là nói chung là đầy đủ luôn, chứ bên em không bao giờ là đợi hoàn thiện lên rồi mới quay cho các bác xem. Đó này, nó quay qua hướng này thì ánh sáng nó đầy đủ, thì nó màu, nhìn màu nó rất là đều và đẹp luôn. Về cái bộ này thì hiện tại đang bán với giá là 120 triệu là bao ship cho các bác nha, nên là các bác cứ tham khảo. Có gì thì liên hệ trực tiếp cho em là qua số điện thoại Zalo là 033 33 88 719 ạ. Đây, hàng bên em thì đã khoan cùm bài bản rất là chắc chắn luôn, nên là các bác sử dụng hàng bên em thì các bác yên tâm. Đó, rồi em xin kết thúc video ở đây nhé.